Phi chuyển như Phi chứ không được cái chuyển Phi đây này. Huyền này, cứ chủ động đẩy cho nó nhanh. Sắn quần cho anh Ngọc ơi. Ngọc ơi. Nó nhỏ thôi nha. Hey, đổ không này. Hey. Đổ gần luôn này. Sang. Đây đổ sang. Đồng à. Đứng chéo ra được rồi. Lệch lệch. Đào sâu thì biết nào rồi. Hả? Lại sẽ tiếp tục lên trên. Ờ thì nó ngờ nếu nó không ấy thì nó xây xung quanh nó đi. Nếu như mình làm nhà ấy không đào thấy thì cứ bay làm lên. Bây giờ thấy thì mình đào lên cho nó yên tí. Nó có khi là cái xung quanh nó trong còn này. Thế làm hết bộ này cái này này thì tìm chỗ khác. Xem lại thì trần. Mình đổ đầu xí đi. Mở lên đúng mà. Đứng lên đúng mà. Đây kì anh ơi, chuyển ba bảo vệ lên tăng nghiệp lên. Kia rồi, trực tiếp rồi. Thông báo với bà con là đang có wifi truyền hình trực tiếp nhá. Các phóng viên sắm quà cho tăng nghiệp này. Phong ơi, đuổi ra ngoài đi.
Sáng đi chạy đi. Một bước sáng cơ. Bốc lên cái này vào rồi. Đưa lên trên đấy. Bốc vào trong sáng kia. Lấy cái sạc kia. Bốc vào trong. Nào lấy cái bàn chải đâu vậy? Lấy bàn chải. Đừng kỳ vậy, xương giờ nó giòn nó bỏ vỡ hết. Lấy bàn chải đây. Còn đây đang kể đất đây này. Vỡ hết đi. Vỡ ra được. Lấy một cái. Lấy được xương nào thì lấy không được đâu. Rác hết rồi. Rác hết ra rồi. Đây này, đây cái chậu này này. Cái chậu này bao nhiêu rồi? Rác hết rồi này. Cái đất cho vào đấy. Đấy, đẩy nguyên vậy luôn, đẩy nguyên nó cho vào luôn. Bốc hết đất ông ạ, lên trên này, lên trên này. Đổ luôn đấy. Ông bảo mỗi hết cái thứ đất cái thứ bỏ chậu lên đây thì mình phải làm. Làm sao mà lên được? Mút cứ vậy. Lên nữa. Mẹ phải có dây. Mẹ con mấy cháu, cháu cháu đầu lên con kéo tuốt nhất nó bảo. Mấy cái người chung một cái được, không thể đây được. Một cái nữa, đó, nhiều nước là uống được. Sao? Đó, đó đi. Rồi, vậy thôi. Chỉ lại hết cái đầu. Đây này, đã đi đấy lại. Còn đây rồi. Đây, đưa ra đây. Đây, đây. Đây, đây. Đấy, cái chỗ hôn rồi. Thôi bóp hết đất đi. Quay. Đặt qua rá là lắm nhiều rồi. Còn cái mảnh nào nó ở rá thôi. Không rửa hết. Rửa bóp không mà dọn qua rá. Sao cái kia là nó cuối cùng đấy. Vào vào thì không vào đấy. Đi vào đây nhá. Sau đó thì các chậu là gạt gạt không rồi. Bảo lấy cái lá nữa ta. Cái đỏ. Thôi, rửa.
Cái này bị sâu thì con mua cho gỗ vào.